Rồi hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồng Phúc. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em điện máy rồi nha. Xin nhắc lại số điện thoại mua hàng bên mình luôn là 0355 356 356 nha anh em, có trên cái bàn nhỏ nha. Quy định mua hàng thì anh em xin vui lòng cặp trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100.000 Viettel. Nhớ cho mình họ tên, địa chỉ cùng với cái máy cần mua thì mình ship hàng cho anh em nha. Tất cả các máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc nên anh em cứ cần cặp tiền là mình sẽ gửi hàng cho anh em. Tiền cặp thì cứ trừ vào tiền máy lúc nhận được hàng, cộng thêm phí ship. Còn nếu mà anh em mà chưa khôn thanh á thì mình sẽ bao ship luôn. Nếu chưa khôn thanh xong cái số máy, số tiền của cái máy đó thì mình sẽ bao ship. Đó. Nên em yên tâm nha. Cái máy đầu tiên hôm nay là mình có một con iPhone 4S này, màu đen. 4S màu đen nha. Máy riêng nguyên nha anh em. Đẹp tầm 98%. Nói chung máy còn rất là đẹp. 8GB, 4S 2 vạt ha. Máy này thì giờ chỉ có nghi gọi thôi nha anh em, không có mạng mung gì đâu nha. Chủ yếu nghi gọi thì mới có ha. 390k. 390k kèm anh em một cái dây sạc. Ok nha. Một con duy nhất thôi. Tiếp theo là con Sony M2 màu tím. Con này thì vỏ sao xuất sắc nha. Mặt trước thì kính đại giá cơ lực rồi, có xước lăn mèo vậy thôi. Sườn bên này đẹp, nhưng mà bên này thì chắp sườn nha. Bỏ sim vào xe bình thường. Sony M2 RAM 1 bộ nhớ 8 nha. Pin con này là 2003. Màn hình 4:8, để anh em giá 640 thôi. 640.000 kèm sạc giá lực cho anh em rồi nha. Máy thì như ngồi hình mình quay ha, xài rất là mướt nha. Chạy rất nhanh. Tiếp theo clip là con 6S 16GB máy riêng. Lưng thì đa số cái dòng này thì hay nhăm nhăm, riêng thì nó hơi rì rì này, kiểu sắc nó bị rì. Kính này màng riêng nha, màng riêng, kính đẹp, gần như là không có lông chuột luôn, giờ có lông mèo, nói chung kính quá đẹp. Pin yếu nha, con này pin yếu, máy quốc tế, bao anh em thì sẽ dòng 2 thoải mái nha. Đó, máy sạch, tài khoản sạch sẽ hết ha. Con tay vân chân đầy đủ, 16GB, máy phun quốc tế, trọn đời nha. Vân tay nè. Ok nha. Pin thì chỉ có 70% thôi. Anh em thích pin mới thì quốc, còn không thôi pin 70 thôi. Thích pin mới thì mình thay pin, còn thôi con này tính em giá 1.8 nha. 1.8 kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn nha. Nếu thay pin thì thêm 200.000 anh em. Tiếp theo là con Samsung A20. Samsung A20. Thay vỏ sao rồi anh em, thay vỏ sao đẹp rồi nha. Màn hình 6:4 nha. RAM 332, pin 4000. Đó, máy thì màn hình sáng đẹp. A20 RAM 332. Mọi chức năng là hoạt động ổn định nha anh em. Ok ha. Con này để anh em giá 2.4 triệu. 2.4 triệu kèm sạc giá lực cho anh em luôn. Vivo Y20. Vivo Y20 máy riêng nguyên đẹp 98.9 nha. Con này RAM 464 nha anh em. Màn hình 6.51, pin 5000. Đó, máy thì cực đẹp luôn, 98-99% luôn, màn riêng vỏ riêng. Chức năng thì ok. Wi-Fi cực mạnh nha. RAM 4GB, 64GB. Đó, ok. Máy đẹp kèm sạc luôn, kèm cho anh em cũng lưng luôn. Con này ra đi anh em giá của nó là Y20 2.6 nha anh em, kèm sạc giá cơ lực luôn, 2.6. Mình còn một con 5SE này, anh em nào cần thì alo nha. Hết pin, chưa kém sạc. 5SE màu đen, màu xám đen, máy 64GB. 5SE 64GB, máy riêng nguyên nha, đẹp 98.9. Pin cao, pin bao anh em trên 90 nha. Con này để anh em giá 2.2 triệu nha. Pin trên 90. 2.2 triệu. Kèm sạc giá cơ lực cho anh em luôn. Còn một con duy nhất nha. Nem đi màu xám đen. Máy thì đẹp như clip mình quay nha. Anh em cứ coi kỹ clip trước khi đặt hàng nha. Sắc nét. Sườn siết kính là ok luôn. Pin là tầm 95%. Giá hết pin mình chưa sạc thôi chứ còn pin bao. Bao anh em pin cao luôn.
giá 22 nha anh em. Tiếp theo clip là một con Xiaomi Mi 8 anh em. Xiaomi Mi 8 máy đẹp 98.99 nha. 6.21 RAM 6 bộ chip 64 pin 3400 nha. Đó, máy thì kính đại giác lực cho anh em rồi, đẹp căng sao băng luôn. Không có gì phải âu lo con máy nào luôn. Xiaomi Mi 8 chức năng full. Đó. Đẹp cực đẹp luôn, 98.99 luôn. Con này ra đi anh em giá 3.4 nha, đẹp sạc dán kính nha anh em, 3.4. Nokia có, anh em nào cần thì liên hệ mình nha. Nokia có, mình có hai con. 1280 cho anh em, con này là 1280 dành cho anh em lớn tuổi ha, cô chú lớn tuổi đi rẫy, đi rừng xài ok luôn. Giá 230 nha anh em, 230 ngàn cây nha, nghi gọi thoải mái ha, trắng đen thôi, giờ trắng đen, kèm sạc cho anh em đầy đủ. 230 ngàn. Tiếp theo là con Samsung A6 cộng nha, A6 cộng màu gold, vỏ còn đẹp, tầm 97-98, màn hình 6 inch nha, RAM 432, pin 3500 nha, sườn ở đây có switch góc này. Còn nhiều đẹp nha. Lưng xe đẹp keng luôn, kính keng sao băng, chưa có xước luôn. RAM 432 anh em. Chức năng ok. A6 Lux. Màn hình 6 inch, con này để anh em giá 2.4 triệu nha, 2.4 triệu. A20s Samsung, A20s RAM 332, màn hình 6.5 inch, pin 4000, máy đẹp 98, kính đại giác cực lực rồi, máy đẹp 98 nha, nguyên zin, màn sáng đẹp. Chức năng thì khỏi bàn anh em, ok luôn. A20s nha, RAM 332, con này đến em giá 2.6 triệu nha, 2.6 triệu, kèm sạc giác cực lực luôn. Oppo F1s máy Việt Nam, cái con này 2 sim, vỏ thay mới cho anh em rồi, vỏ thay mới, pin này thay mới luôn rồi, vỏ mới pin mới, máy đẹp. RAM 332, chức năng full nha, màn ring vỏ thay mới, chỉ việc xài thôi, bỏ sim vào xài anh em, chức năng khỏi bàn nha, ok, rất nét nha. RAM 332 nha anh em, màn hình 5.5 inch, pin 3075. Con này đến em giá của nó mềm mại thôi. 1550, kèm sạc dán kính nha. 1.550.000. Một con duy nhất ha, bản VN. Rồi, một con Samsung A10 anh em. Samsung A10. Vỏ sao xước sắc thế năm tháng nha, chuyên nguyên. Màn zin nha anh em, màn zin đẹp ha, không có xước luôn á. Có dán lực mình lột ra rồi. Màn rất là đẹp. Đó. Chức năng full ha, RAM 232, màn hình 6.2, pin 4000. Chưa là báo rõ hết, cấu hình cũng như mới. Chức năng máy cho anh em. Anh em mua máy nhớ coi kỹ clip nha, kỹ thông tin cái máy nha anh em, để mua khỏi bị tránh nhầm lẫn nha. A10, máy thì con này mình đánh giá đẹp tầm 95-96 thôi, nhưng mà nguyên riêng. A10 để anh em giá 7.000 nha, 7.000 kèm sạc dán lực lại cho anh em luôn nha. Đây là con Samsung A8 màu gold, máy nguyên zin nha, màn hình 5.6 nha anh em, RAM 432, pin 3000, máy đẹp tầm 98 thôi. Tầm 98 thôi. Lưng kính thì có 1-2 cặp lông mèo phía trước. Wi-Fi. Test sơ chức năng bán hàng anh em, một sim nha, một sim bán hàng máy ring. A8 máy ring nguyên một sim. RAM 4 bộ nhớ 32, con này 2.3 triệu cho anh em, máy này giá 2.3 triệu. Kèm sạc và dán lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Một con Note 10 Lite, Samsung Note 10 Lite, máy ring đẹp 98.99. Kính đẹp chín chín luôn, quá đẹp. Note 10 Lite full chức năng, riêng nguyên
cứ làm vào là rồi chỗ nào khác là như vậy là tài khoản không đủ rồi. Đây là kiểm tra là thấy hết sạch tiền. Màn đẹp cực kỳ luôn. RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 6.7, pin thì 4.500 nha, giá ra đi 6.8. 6.8 nha, sườn có xíu sáng nhẹ nhẹ thôi, còn lưng kính đẹp. Một con Note 8, một con Note 8 bản hàng nha, một sim. Màu xám lông chuột, lưng sao đẹp. Kính đẹp, kính đẹp. Mà người ta có một đốm nha. Có một đốm trắng này đây. Dù một trắng này em thấy đây. Có đốm này đây nha. Note 8 nha anh em. Bản hàng một sim nha. Đây bản hàng này. Đó. Note 8. RAM 6 bộ nhớ 64. Màn hình 6.3, pin ngoài 3.3 nha. Giá 3.2. 3.2 nha anh em, kèm sạc dán kính luôn. Đây này. Còn bút cho anh em là đủ ha. Samsung A11 một con, có lưng cho anh em luôn. Samsung A11. Máy đẹp 97.8. Nguyên zin. Kính camera cực đẹp luôn. Kính đã dán cực lực rồi nha anh em. Con này màn hình của nó là 6.4. RAM 332, pin con này là 4.000. Máy thì màn hình sáng đẹp nha. Mình sẽ test sơ chức năng cho anh em xem. A11 pin 4.000 anh em xài cũng được, nói chung pin 4.000 xài nó ok. A11 này mẫu mới ra ha, máy đẹp 97.8 nha, top lưng cho anh em luôn, thu lại sao để dạy luôn. Con này để anh em giá 2 triệu nha, 2 triệu tròn, máy can luôn anh em. Samsung A21s, top lưng cũ của khách này, anh em thích thì cho anh em luôn. A21s RAM 332, con này đánh giá tầm 98 thôi, 97-98% thôi. Lưng sao này có xuất xước theo năm tháng, kính camera cực đẹp nha. Màn hình là đã dán cực lực rồi. Mình sẽ dán lại cho anh em miếng đẹp luôn, miếng này miếng cũ của khách. A21S màn hình 6.5 nha. Đó, RAM 332, pin 5.000, pin 5.000 nha anh em, xài rất sướng. Đó, mình mới reset lại cho nó mới nè. A21S. Chức năng full, máy zin Việt Nam. Đẹp 97-98, con này để anh em giá 2.9 nha. 2.9 kèm sạc dán kính nha anh em. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ mình nha. Chào anh em.